Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện, được phát trên các nền tảng fanpage website YouTube Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện chủ đề có tên gọi là lộ tuyến cổ tử cung có cần điều trị hay không. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, thanh giáp xin phép được trân trọng giới thiệu có bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lệ Quyên, hiện đang công tác tại bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, à. thành thanh Gáp, xin được mến chào bác sĩ Quyên. Chào thanh giáp. Chào quý vị khán giả Dạ, thưa bác sĩ Quyên đã mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay là về vấn đề lộ tuyến của tử cung Vậy thì xin phép nhờ bác sĩ Quyên có thể khái quát một lần nữa rõ hơn Đó là lộ tuyến cổ tử cung là gì ạ? thật ra thì cái từ khóa mà lộ tuyến của tử cung á, thì thật sự rất rất là nhiều chị em phụ nữ tìm kiếm và có rất là nhiều thắc mắc liên quan tới vấn đề lộ tuyến đến gặp bác sĩ sản phụ khoa và thắc mắc là em bị lộ tuyến như vậy có cần phải điều trị hay không có nặng không có cần phải đốt không dạ. có thể là rất chúng ta biết là có rất là nhiều vấn đề liên quan tới cái nỗi lo lắng này chúng ta hiểu là cổ tử cung của người phụ nữ á, thì mình chia ra làm hai loại biểu mô là biểu mô tuyến và biểu mô lát Yeah. Thì thông thường á là biểu mô tuyến nó sẽ nằm ở cái vùng kênh của tử cung, nó lót ở vùng kênh của tử cung còn biểu mô lát thì nó nằm ở mặt ngoài. À khi chúng ta tìm hiểu ở các hình ảnh trên mạng thì thấy của tử cung mình tròn đều bên ngoài đó chính là biểu mô lát đó. Tuy nhiên chúng ta biết đó là cái cái thay đổi cái biểu mô của người phụ nữ biểu mô tuyến hay biểu mô lát mà nó có sự dịch chuyển là nó sẽ tùy thuộc vào nội tiết. À có những trường hợp những phụ nữ mà đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản á thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng tuyến nó lộ ra bên yeah. ngoài à cái vùng lộ tuyến mà thật sự cái vùng, nếu mà lộ tuyến thì đa số các trường hợp nó chỉ là sinh lý phụ thuộc vào nội tiết hay và đặc biệt là ở những cái sản phụ mà có cường estrogen tức là cái nội tiết estrogen của mình nó cao hơn đó, thì cái tỷ lệ lộ tuyến nó sẽ nhiều hơn à, đặc biệt là những cái trường hợp khác nữa ví dụ như những trường hợp mà phụ nữ sử dụng thuốc người thai mà kéo dài mà đặc biệt là những loại thuốc ngừa thai mà có nồng độ estrogen cao á, thì nó cũng làm tăng nguy cơ lộ tuyến của tử cung tuy nhiên chúng ta hiểu là có những trường hợp những phụ nữ mà không có sử dụng thuốc gì cũng không phải bệnh lý gì mà đó là sinh lý bình thường người ta cũng có lộ tuyến thì bình thường biểu mô tuyến của tử cung nó có thể hơi dịch chuyển ra ngoài lộ tuyến nhưng sau một thời gian á, chúng ta biết đó là cái axit ở cái 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 vùng âm đạo của người phụ nữ thì nó hơi chua gọi là có cái độ axit để chính cái cái tác nhân này nó sẽ làm cho cái vùng tuyến sau khi lộ tuyến nó sẽ biến đổi từ từ người ta gọi là chuyển chuyển sản nó sẽ chuyển thành tế bào lát à, nên là chúng ta hiểu là à, sẽ có sự thay đổi sinh lý ở cổ tử cung và cái sự lộ tuyến đó là một quá trình có thể là sinh lý à, và chúng ta hiểu là thường thông thường cái chuyện lộ tuyến chỉ xảy ra ở những phụ nữ trẻ thôi ở trong độ tuổi sinh sản thôi à, các, các bệnh nhân mà ở cái độ tuổi mãn kinh thông thường các trường hợp phụ nữ mà ở độ tuổi mãn kinh tới gặp bác sĩ sản phụ khoa thì sẽ không có tình trạng lộ tuyến này nữa thì vì cái vùng cái nội tiết ở tuổi mãn kinh nó thay đổi nó làm cái vùng tuyến này nó, nó sẽ vào sâu bên trong cái kênh của tử cung nên nó, thông thường cái tình trạng lộ tuyến này nó sẽ không xảy ra ở người mãn kinh À, tuy nhiên chúng ta cần một cái điểm lưu ý nữa là chúng ta phải biết là làm sao chúng ta biết là chúng ta bị lộ tuyến thì đa số các trường hợp các chị em phụ nữ thì hay đôi khi mình thấy uh, ra dịch âm đạo hơi nhiều mình thấy hơi khó chịu hơi ngứa ngáy mình đi khám và sẽ được bác sĩ sản phụ khoa khám thì khi thăm khám bác sĩ sản phụ khoa sẽ sử dụng một cái mỏ vịt để banh cái âm đạo của mình ra để mình xem quan sát cái cổ tử cung thì bác sĩ sản phụ khoa là người sẽ xác nhận cho mình là mình có lộ tuyến cổ tử cung hay không à, tuy nhiên á, các chị em cũng cần lưu ý là thông thường các chị em phụ nữ hay nghe là mình lộ tuyến là mình có phải bị bệnh hay không chúng ta phải nhấn mạnh một lần nữa nếu chỉ lộ tuyến đơn thuần do nội tiết thì đó là sinh lý à, từ sinh lý thì không cần điều trị tuy nhiên nếu mà chúng ta đang bị lộ tuyến mà có kết hợp cái sự viêm trên cái nền cổ tử cung bị lộ tuyến thì người ta sẽ gọi là viêm lộ tuyến cổ tử cung thì khi đó cần điều trị Chúng ta biết đó là viêm lộ tuyến cổ tử cung là một cái viêm nhiễm ở cái vùng à, cổ tử cung và đó là cái vùng viêm nhiễm ở cái vùng dưới nên nếu như chúng ta không điều trị ổn thì những cái viêm nhiễm ở cái vùng âm đạo cổ tử cung nó có thể lan tràn nó vùng chậu. Ở cái những cái trường hợp mà nếu mà viêm nhiễm âm đạo cổ tử cung kéo dài mà không điều trị thì nó vẫn có nguy cơ viêm nhiễm cả vùng chậu và có thể có những cái biến chứng dây dính sau này ảnh hưởng tới cái khả năng sinh sản. Tuy nhiên cái khả năng xảy ra biến chứng này là thấp chứ không có cao nên chúng ta biết là nếu lộ tuyến của tử cung là nếu có những sản phụ có những bệnh nhân à, lộ tuyến của tử cung nhưng mà hoàn toàn không có chịu gì hết không có thấy triệu chứng gì bất thường chỉ vô tình khi được thăm khám bác sĩ biết cho mình biết là mình lộ tuyến của tử cung thì mình không cần thiết phải điều trị gì cả tuy nhiên có những trường hợp mà những có những sản phụ thì thấy đại dịch âm đạo nhiều hơn có thể gây ngứa ngáy khó chịu có thể có mùi hôi thì đó là có tình trạng viêm thì mình cần phải điều trị thì khi mà bác sĩ thăm khám việc cái việc mà điều trị viêm lộ tuyến nó sẽ tùy thuộc vào cái tác nhân gây viêm lộ tuyến là gì thì bác sĩ sẽ điều trị trúng đích và điều trị đúng cái nguyên nhân để cho nó khỏi cái tình trạng viêm và sau khi điều trị khỏi cái tình trạng viêm này có thể thì bệnh nhân vẫn còn thấy lộ tuyến nhưng mà không có triệu chứng khó chịu gì hết à, tuy nhiên có một cái điểm lưu ý là hiện nay có một cái có một số phòng khám Trung Quốc À, khi mà thăm khám thì đôi khi là sẽ được giải thích là à trên cổ tử cung có lộ tuyến hoặc là trên cổ tử cung có năng na bốt à, có một số sản phụ có một số bệnh nhân tới gặp bác sĩ thì nghe nói trên cổ tử cung mình có cái năng na bốt thì rất là sợ ừ. thì chúng ta hiểu là cái năng na bốt ở cổ tử cung hiểu nôm na nó giống như là một cái tuyến bã À, là một cái tuyến là biểu mô tuyến nó tiết dịch sau được biểu mô lát nó đè lên trên mình hiểu giống như là giống như mụn trên mặt vậy đó nó cũng là một cái tuyến bã lên như vậy và khi bác sĩ quan sát ở dưới cơ dưới khi mà bác sĩ thăm khám hoặc quan sát qua bằng mắt thường hoặc là bằng soi cổ tử cung thì sẽ thấy cái năng na bốt ở cổ tử cung á là nó hơi gồ lên giống hệt như là mụn trên mặt vậy đó thì đôi khi có những bệnh nhân thấy mình nghe nói mình có năng na bốt thì rất là lo sợ hoặc là nghe nói có lộ tuyến cổ tử cung rất sợ và một số phòng khám Trung Quốc thì họ lợi dụng cái chuyện đó để đốt cổ tử cung với cái chi phí rất là cao à, thì thì chúng ta biết là à, như bác sĩ Quyên cũng nói nãy giờ thì cái tình trạng nếu chỉ lộ tuyến cổ tử cung thôi thì đó là quá trình sinh lý À, các bệnh nhân mà có lộ tuyến hoặc là viêm lộ tuyến cổ tử cung thì cần đi thăm khám thì chúng ta cần phải kiểm tra là có thể khi mà quan sát bằng mắt thường thì đó chỉ là lộ tuyến cổ tử cung nhưng mà khi soi cổ tử cung đó là chúng ta quan sát cổ tử cung dưới cái 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 kính phóng đại lớn lên có thể phóng đại từ 10 lần tới 30 lần để bác sĩ quan sát từng ngóc mắt trên cổ tử cung thì có phát hiện bất thường chẳng hạn thì chúng ta sẽ điều trị nếu chúng ta chẩn đoán được cái vị trí bất thường đó và đặc biệt là có những trường hợp mà lộ tuyến cổ tử cung nhưng nó kèm theo polyp chúng ta hiểu là polyp của tử cung là một cái cái một cái giống như là hiểu nôm na là một cái cục thịt mọc ra từ vùng cổ tử cung và có thể là nó xuất hiện từ cái vùng tuyến thì những cái trường hợp này thì chúng ta có thể lấy ra rất là dễ dàng để điều trị à, và một cái điểm nữa cũng có thể là nếu như trong những cái trường hợp mà cái cổ tử cung mình quan sát thấy giống như là cổ tử cung lộ tuyến nhưng thật sự là đôi khi nếu như mà một bác sĩ sản phụ khoa mà đưa được là họ sẽ nhìn nhận được là cái vùng cổ tử cung đó có phải là chồi xùi của ung thư hay không hay là chỉ là lộ tuyến bình thường thì chúng ta cần phải phân biệt rõ thì vì nếu như những cái trường hợp ví dụ như trồi xùi của ung thư á, thì chúng ta cần phải sinh thiết vị trí đó để xác nhận ung thư rồi chúng ta sẽ điều trị tùy theo giai đoạn ung thư hoặc là tiền ung thư còn những trường hợp mà lộ tuyến sinh lý bình thường mà chúng ta đã xác nhận đó là lộ tuyến mà không có triệu chứng gì kèm theo thì có thể không điều trị cũng có rất ít trường hợp những cái chỉ định mà đốt lạnh cổ tử cung hoặc là đốt điện cổ tử cung thì nó sẽ cân nhắc rất là cái chỉ định đốt cổ tử cung ở những trường hợp này là những chỉ định rất là cân nhắc và phải cần phải được xác định bởi các bác sĩ chuyên chuyên gia về bệnh lý cổ tử cung thì mới quyết định là có đốt hay không nên tránh cái tình trạng là chúng ta không có vấn đề gì hết mà chúng ta đốt là vì chỉ muốn cái cổ tử cung mình mình không có lộ tuyến thôi. Dạ. Dạ vậy thì nguyên nhân do đâu mà dẫn đến tình trạng lộ tuyến cũng như là viêm lộ tuyến cổ tử cung này Thật ra chúng ta như chúng bác sĩ lệ quyên có giải thích nãy giờ chúng ta biết đó là lộ tuyến cổ tử cung là một tình trạng sinh lý dạ. tức là có những trường hợp là trong độ tuổi sinh sản tức là mình ở độ tuổi sinh sản cái nội tiết cơ thể mình nó dồi dào thì nó làm cho có tình trạng lộ tuyến cũng có những trình tình trạng là lộ tuyến bẩm sinh nữa đó và đa số các trường hợp thì khi mà mình qua độ tuổi mãn kinh đấy, thì tình trạng lộ tuyến này sẽ hết tức là chúng ta không cần điều trị gì hết thì cái tình trạng lộ tuyến này cũng tự động hết tuy nhiên nếu viêm thì phải trị viêm à, cái viêm lộ tuyến của tử cung là cái tình trạng viêm trên nền một cái cổ tử cung có lộ tuyến mà chúng ta phải điều trị bệnh lý này Dạ, vậy thì ảnh hưởng của bệnh lên đời sống tình dục cũng như là sức khỏe sinh sản như thế nào ừ. và có nhiều thông tin cho rằng là bệnh này có thể gây vô sinh vậy thì có đúng hay không ạ? thật ra chúng ta uh, quan trọng là viêm nhiễm ở vùng chậu dạ. tức là viêm nhiễm ở âm đạo là viêm nhiễm ở cổ tử cung nếu chúng ta không điều trị mà để nó nhiễm dùng da giãn kéo dài có thể nặng hơn á thì chúng ta biết là nó có thể viêm nhiễm toàn bộ vùng chậu thì khi mà tình trạng là viêm nhiễm đối với một số tác nhân đặc biệt nó có thể gây viêm dính Viêm dính vùng chậu thì nó sẽ làm cho cái khả năng thụ thai sẽ giảm thì chúng ta hiểu là cái vùng chậu nó viêm dính nó sẽ làm kích thích làm hạn chế quá trình vận chuyển của tinh trùng và trứng thứ hai nữa, có thể thay đổi cái cấu trúc của vòi trứng của người phụ nữ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề vô sinh. Tuy nhiên không có nghĩa là ai bị viêm nhiễm vùng chậu vùng chậu cũng bị vô sinh, đó là hai cái liên hoàn toàn khác nhau. đó là nếu những cái trường hợp mà viêm nhiễm âm đạo kéo dài mà không được điều trị đúng và đủ á, thì có thể có biến chứng nhưng biến chứng này là ít gặp chứ không phải tất cả các trường hợp đều bị. Thứ hai nữa là à, cái chuyện mà lộ tuyến cổ tử cung nếu như mà bệnh nhân hoàn toàn không có khó chịu gì hết ví dụ như là thấy vô tình phát hiện bởi đi khám phụ khoa cho bác sĩ bác sĩ cho mình thấy là cổ tử cung mình có lộ tuyến nhưng mà không có khó chịu gì hết không có mùi hôi không có tiết dịch âm đạo thì có thể không cần điều trị tại vì đó là quá trình sinh lý nhưng nếu mà có triệu chứng khó chịu thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng một phần tới quan hệ tình dục tại vì nó sẽ có mùi và dịch tiết có thể gây ngứa gây khó chịu cho người phụ nữ rất là nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện quan hệ tình dục dạ vâng vậy thì các biểu hiện triệu chứng nào mà để nhận biết bệnh lộ tuyến nội tử cung này và triệu chứng nào mà để cảnh báo rằng là bệnh nó lâm nặng rồi ạ thật ra thì chúng ta nhấn mạnh lại là nếu lộ tuyến của tử cung có thể là sinh lý bình thường dạ. nên nó vô tình các chị em phụ nữ sẽ phát hiện ra à tôi có lộ tuyến cổ tử cung thì qua quá trình thăm khám thôi thì bác sĩ sẽ tư vấn một cách rõ ràng cho mình đó là cái này là lộ tuyến cổ tử cung sinh lý không cần điều trị nhưng mà những trường hợp ví dụ như bác sĩ thấy trên cái nền cổ tử cung lộ tuyến này chúng ta viêm nhiễm quá nhiều thì chúng ta sẽ phải điều trị tại vì nếu tình trạng mà viêm nó kéo đi kéo lại nó nó lặp đi lặp lại nhiều lần đó, thì nó sẽ có ảnh hưởng nó gây khó chịu kéo dài mà có thể có cái biến chứng về sau Dạ vâng, như từ đầu chương trình này bác sĩ Quyên uh, Nguyên có chia sẻ là một trong những phương pháp điều trị bệnh là đốt viêm lộ tuyến lộ tử cung và thì liệu rằng bệnh có chữa khỏi hoàn toàn sao mà chúng ta đốt hay không ạ? À? Thật ra chúng ta nhấn mạnh lại là không phải tất cả các trường hợp mà lộ tuyến của tử cung đều phải đốt. Dạ. Tại vì chúng ta hiểu đốt cổ tử cung nó là một cái mình sử dụng một cái điện để mình đốt cái cổ tử cung hoặc là sử dụng cái nhiệt lạnh, tức là áp lạnh để đốt cổ tử cung. Thì mình chỉ cân nhắc rất rất là hạn chế cái chỉ định này tức là chúng ta chỉ cái chỉ có áp lạnh hoặc đốt điện cổ tử cung à, những cái trường hợp mà nó gây triệu chứng quá khó chịu hoặc là nó kèm theo bệnh lý ví dụ như trên một cái cổ tử cung lộ tuyến chúng ta chúng ta phát hiện ra có tiền ung thư ví dụ như là tiền ung thư mức độ 1 thôi tức là ở mức độ nhẹ thôi kèm theo một cái cổ tử cung lộ tuyến thì có thể là bác sĩ đồng thời mình điều trị luôn tức là mình áp lạnh cổ tử cung để mình đốt cái sang thương sinh một đó tức là tiền ung thư mức độ 1 đó kèm theo mình đốt là cổ tử cung lộ tuyến luôn chứ mình không có bắt buộc là tất cả các trường hợp mà là lộ tuyến cổ tử cung chúng ta đều phải đốt thứ hai nữa là những cái trường hợp mà ví dụ như trên cái nền cổ tử cung mình lộ tuyến mà mình có kèm cái chồi sùi ở cổ tử cung có thể là mồng gà chẳng hạn thì khi đó bác sĩ có thể đốt luôn cái là bên cạnh mình đốt cái chuyện mồng gà đó thì mình đốt luôn cái lộ tuyến chứ không có nghĩa là chúng ta đốt cái cổ tử cung lộ tuyến là vì cái bệnh lý lộ tuyến là quan điểm đó là không đúng à, chúng ta chỉ cân nhắc ở những trường hợp là cái lộ tuyến nó gây triệu chứng quá khó chịu cho bệnh nhân hoặc là có những triệu chứng kèm theo và cái quyết định mà đốt cổ tử cung hay không nó sẽ tùy thuộc vào chuyên gia soi cổ tử cung À, chuyên gia về bệnh lý cổ tử cung đánh giá cái cổ tử cung nó cần đốt hay không chứ quý việc chỉ định mà đốt cổ tử cung thì không nên được chỉ định một cách rộng rãi và lan tràn khắp nơi. Dạ, vậy thì ngoài cái phương pháp đốt thì hiện tại có những cái phương pháp nào để điều trị cái bệnh lý này nữa hay không ạ? À? Thì chúng ta cần phải nhấn mạnh là một điều nữa là nếu có viêm thì dạ. chúng ta điều trị viêm. Cái chuyện điều trị viêm cổ tử cung nếu các bệnh nhân mà tuân thủ điều trị thì cái chuyện điều trị này là dễ dàng ha. À, chúng ta cần lưu ý có một số bệnh nhân thì thấy mình có lộ tuyến cái đau bắt đầu tâm lý rất là lo lắng xong rồi thấy viêm nghe bác sĩ điều trị viêm một đợt kết tự nhiên lâu lâu về các chị chị em mình bị tái phát có những trường hợp đó là chúng ta biết cái triệu chứng mà viêm nhiễm âm đạo đó, viêm nói chung và viêm cổ tử cung viêm âm đạo thì là một cái bệnh lý rất thường gặp Bệnh à, lý nó thể có thể là bị tái đi tái lại nhiều dạ. lần đặc biệt là ở những cái sản phụ có cơ địa à, ví dụ như là đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch thì cái chuyện mà bị viêm nhiễm âm đạo tái đi tái lại nó rất là là dễ bị bị lặp lại và chúng ta biết là nó còn tùy thuộc không phải mình cái quá trình viêm nó còn không phải tùy thuộc là mình có lộ tuyến hay không dạ. mà nó có thể là mình tùy thuộc vào cái cách vệ sinh vùng kính của chị em mình nữa có thể có những chị em á mình có thói quen thuộc lửa âm đạo chúng ta biết Thục rửa âm đạo là một cái thói quen rất xấu tại vì cái những cái thói quen này nó sẽ làm thay đổi cái độ pH âm đạo tức là cái độ chua chúng ta hiểu dạ. nôm na cái độ chua nó sẽ không còn bảo vệ cái âm đạo nữa nó sẽ gây loạn khuẩn và là tăng nguy cơ mình mình bị viêm nhiễm. Thứ hai nữa là có những chị em phụ nữ thì mình điều trị thuốc nhưng mà mình đặt thuốc quá quá nhiều lần. Chúng ta hiểu là trong âm đạo của người phụ nữ ngoài cái vi khuẩn mà có hại mà gây viêm nhiễm nó còn có vi khuẩn có lợi. Yeah. Những con vi khuẩn có lợi nó sẽ giúp cho tạo cái độ chua của âm đạo làm cho mình đỡ bị viêm nhiễm. Tức là mình giữ cho một cái môi trường âm đạo khỏe mạnh thì nó sẽ đỡ bị tái phát hơn. À, và chúng ta phải tuân thủ điều trị có những chị em ví dụ như là bác sĩ cho thuốc điều trị 7 ngày. Khi đặt thuốc 3 ngày thế hết mình ngưng mình không đặt nữa thì đó là một cái hình thức mà điều trị không đúng chúng ta không điều trị thuốc hết lộ trình thì sau này chúng ta sẽ dễ bị tái phát hơn và có thể là chúng ta sẽ tạo ra những cái vi khuẩn kháng thuốc mà lần sau chúng ta điều trị không hết nữa nên đó là các chị em phụ nữ khi mà mình nghe cái chữ là viêm lộ tuyến là mình rất lo lắng nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ hai vấn đề thứ nhất nếu chỉ lộ tuyến thôi thì là sinh lý À, chúng ta biết lộ tuyến chúng ta sẽ không còn lộ tuyến khi chúng ta già nội tiết chúng ta đã giảm sút thì chúng ta không có lộ tuyến nữa đó là một quá trình sinh lý thứ hai nữa là nếu có viêm thì mình trị viêm À, nếu có viêm thì khi khám, khi thăm khám bác sĩ sẽ quyết định là mình đi điều trị cái cổ tử cung mình viêm là do tác nhân gì. Mình sẽ điều trị đúng và đủ thì cái nguy cơ tái phát nó sẽ thấp hơn, nó sẽ điều trị khỏi hoàn toàn. Và thứ hai nữa là khi mà mình đi khám phụ khoa bác sĩ sẽ tư vấn cho mình cái cách vệ sinh vùng kính như thế nào để giữ cho vùng kính khỏe mạnh và giảm nguy cơ tái phát bệnh. Dạ vâng ạ. Thay mặt cho quý vị khán thính giả cũng như là ekip thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Quyên rất là nhiều vì những thông tin chia sẻ rất hữu ích từ đầu chương trình tới giờ Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi mà bác sĩ Quyên chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và thành đã cũng hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi mà bác sĩ Quyên chia sẻ sẽ giúp ích một phần nào đó. Chúc quý vị bảo vệ cho sức khỏe của bản thân và những người thân yêu của mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại trong những số sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.